quý vị và các bạn, hiện nay đang là thời điểm thu hoạch sộ cà phê tại huyện Mường Ảng. Cà phê năm nay không chỉ được giá mà còn được mùa, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, niên vụ cà phê năm 2021 thì không chỉ người trồng cà phê huyện Mường Ảng vui mừng phấn khởi vì cà phê năm nay được cả giá và cả mùa, mà nhiều hộ nông nhàn cũng có thêm nguồn thu nhập từ việc thu hái cà phê. Với mức công thuê hiện nay là từ 2.200 đến 2.500 một kg thì trung bình mỗi ngày một người có thể thu nhập từ 150 đến 200.000 đồng một ngày. Việc thu hái cà phê đã tạo thêm được sinh kế mới cho người nông dân trong thời gian nông nhàn. Sau thu hoạch lúa vụ mùa, gần 2 tháng nay, chị Lường Thị Chiên, bản Cổ, xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng cùng nhiều lao động ở địa phương đã đi làm thuê hái cà phê cho các chủ vườn. Đi hái thì có được thì 50 cân, thì chín giờ thì được một tạ. Thì được cả 200 cũng cao nhất thì 200, thì không được thì 150. Với diện tích hơn 1 hecta cà phê đang vào chính vụ thu hoạch, gia đình chị Lê Thị Thía, xã Ảng Nưa đã thuê 50 lao động thời vụ để thu hái. Với giá bán quả tươi gần 15.000 đồng 1 kg như hiện nay, số tiền công trả cho lao động thuê hái cũng nhỉnh hơn vụ trước. Mọi năm thì công hái nó cũng rất thấp, thế nhưng mà năm nay thì chủ vườn cũng phấn khởi được giá thì là cũng nâng cái tiền công hái cho nên cho bà con thì diện tích nhà nó cũng có hơn hết rồi. Mà thuê thì mỗi một lần hái là như hiện tại bây giờ là thuê 50 người hái. Thế mà công thì mỗi một cân là bằng giá 2.200 một cân. Đấy. Nói chung là người dân cũng đạt ngày công, cũng nhiều người hái nhanh là cũng phải được 250 đến 300. Trong khi ở nhiều tỉnh thành, hầu hết lao động phổ thông mất việc làm hoặc không có thu nhập ổn định do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, thì ở huyện Mường Ảng, người lao động vẫn có thu nhập trong lúc nông nhàn từ việc thu hái cà phê. Sau khi thu hoạch lúa nương xong, gia đình tôi cũng không có việc làm nào nên vợ chồng cùng đi hái thuê cà phê. Công được trả tùy vào chất lượng quả thu hái, có hôm 2.200 đồng, có hôm được 2.500 đồng một cân. Dịch như thế này cũng không dám đi làm xa. Nhờ cây cà phê, nhà tôi cũng có thu nhập hơn, đỡ khó khăn trong giai đoạn dịch. Theo tính toán, với hơn 2.000 hecta cà phê, niên vụ này huyện Mường Ảng cần trên 4.000 lao động thu hái, đó là chưa kể đến nhân công làm việc ở các khâu vận chuyển, sơ chế. Có thể thấy cây cà phê đã và đang giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều lao động địa phương, giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.